Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những người mắc bệnh ung thư thì việc nhiễm COVID-19 có thể sẽ làm gián đoạn quá trình điều trị bệnh hoặc khiến bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, đối với trường hợp đó là một nam giới 61 tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối, việc mắc COVID-19 có thể là một may mắn khó tin, và thông tin thú vị này sẽ mở đầu cho cụm tin về COVID-19 trên thế giới ngay sau đây. Trong nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Journal of Hematology của Anh, trường hợp người đàn ông đã phát hiện bị ung thư với các khối u trên khắp cơ thể không lâu trước khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và phải điều trị tại bệnh viện 11 ngày. Đáng chú ý là khoảng 4 tháng sau khi khỏi bệnh COVID-19, các khối u trên cơ thể ông cũng biến mất. Phát hiện trên có thể là tiền đề cho những nghiên cứu giúp điều trị bệnh ung thư. Lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, người dân Tây Ban Nha lại có thể cất khẩu trang trong túi khi chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời vào ngày 10 tháng 2. Theo quy định mới của Tây Ban Nha, học sinh sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang vào giờ nghỉ giải lao, nhưng việc đeo khẩu trang vẫn phải duy trì tại các không gian kín nơi công cộng như phương tiện công cộng và ở những nơi khó có thể duy trì khoảng cách an toàn 1,5 mét giữa mọi người. Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh kéo dài gần 2 năm đối với du khách nước ngoài vào ngày 10 tháng 2 nhằm mục đích giúp ngành du lịch và các ngành liên quan của nước này hồi phục trở lại khi sự lây lan của biến thể Omicron đã giảm bớt. Như vậy, du khách nước ngoài đến từ 157 quốc gia có thỏa thuận miễn thị thực với Philippines đã được tiêm phòng đầy đủ và xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được chào đón trở lại và không còn phải trải qua các thủ tục kiểm dịch. Theo Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em Indonesia tuần đầu tiên của tháng 2 đã tăng gấp 10 lần so với tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Indonesia lưu ý, hầu hết trẻ em mắc COVID-19, đặc biệt là biến thể mới, sẽ có triệu chứng từ đường hô hấp như đau họng, ho và sổ mũi. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ bị nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng. Các trẻ em có bệnh đi kèm và chưa từng được tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ có các triệu chứng từ trung bình đến nặng.